Ngày 11 tháng 10, ngày làm việc cuối cùng trong chương trình hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN Liên Hợp Quốc lần thứ 14. Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN Liên Hợp Quốc lần thứ 14, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ các nước ASEAN khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, đồng thời mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ASEAN, trong đó có các nước tiểu vùng sông Mekong tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và chủ động quản lý, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trên cơ sở cùng chia sẻ lợi ích và giá trị trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, ASEAN và Liên Hợp Quốc cần tiếp tục phối hợp để đóng góp tích cực, hiệu quả vào nỗ lực chung, đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định trên thế giới và khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng mong muốn Liên Hợp Quốc quan tâm, đóng góp tích cực hơn nữa cho duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, nỗ lực sớm đạt được COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, góp phần xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.